Sáng ngày 28 tháng 1, Hà Nội ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Bệnh nhân 1581 là bà LTMT sinh năm 1967, sống tại P12A05T6 khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân 1581 có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân 1553. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 qua kết quả điều tra dịch tễ. Bước đầu xác định lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 như sau. Ngày 23 tháng 1, đến chơi nhà bệnh nhân 1553 ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với bà C, là mẹ của bệnh nhân 1553, hiện người này cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó di chuyển về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương bằng xe riêng cùng chồng. Ngày 24 tháng 1, đi chợ Hải Tân bằng xe riêng. Chiều ngày 25 tháng 1, di chuyển cùng chồng về P12A05T6 Times City bằng xe riêng. Sau đó chồng bệnh nhân quay về Hải Dương. Ngày 26 tháng 1, sáng đưa cháu đi học tại Vinschool T36, chiều đóng cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan tại tòa T7, Times City. Ngày 27 tháng 1, sáng đưa cháu đi học lúc 7 giờ. Sau đó đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12AT6 tại dọc ngõ 622 Minh Khai, mua hoa, táo, trầu cau, có đeo khẩu trang. 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, đi trung tâm thương mại Vincom Megaman Times City. Không tiếp xúc với ai, chỉ thanh toán rồi về. Trong suốt quá trình có đeo khẩu trang. Đến 16h 16h30 phút, đón cháu rồi về nhà. Ngày 28 tháng 1, đi xét nghiệm tại nhà hộ sinh B141 Lò Đúc, Hà Nội, cùng con gái, trong suốt quá trình không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang. Tại Hà Tĩnh, Nghệ An cách ly những người tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1553. Ngày 28 tháng 1, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có một trường hợp F1 là Lê Thị Bích N, quê xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, làm việc ở cảng vụ hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh. Cụ thể, trước đó ngày 21 tháng 1 năm 2021, chị N có ăn sáng cùng bệnh nhân 1553 tại nhà hàng Dê Trung Xún, Quảng Ninh. Tại Nghệ An, sau khi có thông tin về trường hợp chị N, ngành y tế Nghệ An đã khẩn trương truy vết những người tiếp xúc với N tại những địa điểm mà N tới. Đến chiều ngày 28 tháng 1, đã xác định 34 trường hợp có tiếp xúc với chị N, trong đó có 9 trường hợp F2, 25 trường hợp F3. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 9 trường hợp F2, theo dõi, giám sát, hướng dẫn cách ly tại nhà những trường hợp này. Ngay sau khi nhận thông tin về ổ dịch COVID-19 tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương rà soát, xác minh tỉnh có 5 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, trong đó 2 trường hợp chưa trở về địa phương, 3 trường hợp đã được cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Các trường hợp gồm: TVA, sinh năm 1984, hiện cư trú tại phường Cửa Nam, làm việc tại cửa hàng điện máy Tâm Thủy, số 258, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định. NVTR, sinh năm 1994, ở xã Hải Lộc, Hải Hậu, và NVC, sinh năm 1989, xã Hải Phương, Hải Hậu. Hai trường hợp này đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu. Như vậy, sau 55 ngày không xuất hiện ca mắc mới ở cộng đồng, Việt Nam có thêm 93 bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây được đánh giá là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn tìm người đến 31 địa điểm ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội do liên quan người mắc COVID-19. Cơ quan này đã cử lực lượng khoảng 1.000 người thuộc nhiều lĩnh vực xuống Hải Dương chi viện cho tỉnh này để dập dịch. Với con số ca mắc ở Hải Dương và vào thời điểm năm hết Tết đến, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn còn những điều may mắn sau. Thứ nhất, dịch xảy ra khi lượng người đi lại, du lịch, lễ Tết chưa nhiều. Nếu dịch xảy ra chậm hơn 10 ngày nữa chắc chắn không thể kiểm soát được vì lễ Tết người dân đi lại vô cùng nhiều giữa các tỉnh, các thành phố. Chỉ nghĩ tới kịch bản đó, bác sĩ Khanh cho rằng đây thực sự là điều may mắn. Thứ hai, chủng virus biến thể mới, nghe tốc độ lây nhiễm nhanh có thể hoang mang nhưng việc lây lan nhanh chính là đặc điểm của virus để nó tấn công, xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn. Thời gian ủ bệnh ngắn hơn thì việc khoanh vùng, dập dịch sẽ nhanh hơn. Với thời gian 10 ngày, bác sĩ Khanh cho rằng thời gian này hoàn toàn có thể khống chế dịch vì virus SARS-CoV-2 biến thể mới có thời gian ủ bệnh ngắn hơn 5-7 ngày. Thứ ba, một may mắn để dịch có thể khống chế tốt đó là năng lực xét nghiệm của Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều. So với các giai đoạn trước, giai đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được việc xét nghiệm. Mở rộng đối tượng xét nghiệm chính là chặn đứng virus. Nếu virus được khoanh vùng thì đỉnh dịch có thể một tuần tới sau đó giảm dần. Thứ tư, những ca mắc ở Hải Dương đều là ca người trẻ. Bác sĩ Khanh cho biết đây thực sự là điều may mắn vì các ca bệnh đều phát hiện qua phỏng vấn sàng lọc đối tượng F1, F2. Hiện theo báo cáo chỉ có một ca ở Quảng Ninh là đã vào viện khám khi có triệu chứng. Nếu những người bệnh đều đến bệnh viện khám khi đó dịch sẽ vô cùng khó kiểm soát. Từ trước tới nay, giới y tế đều sợ nhất là dịch ở bệnh viện và ở trại dưỡng lão.